Một hành trình kiến tạo nên những ước mơ. Một quá trình tìm kiếm và chinh phục những thử thách mới. Tất cả đã kết nối với nhau để tạo ra những giá trị cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Khép lại một hành trình dài đầy sự phấn đấu với nhiều cảm xúc đan xen, các ICTUer đã có thêm cho mình những bài học và trải nghiệm cho con đường tương lai phía trước. Trên vai nhiều hơn những trách nhiệm, sự tin tưởng từ thầy cô và niềm tin từ cha mẹ. Với dấu ấn khó quên về hành trình khẳng định sự trưởng thành tại ICTU, ICTU tin chắc rằng bầu nhiệt huyết của các bạn luôn rực lửa những khát khao và được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực. Thầy cô và nhà trường rất tự hào khi được nhìn ngắm lại hành trình đầy vinh quang của những người con ICTU tuyệt vời ấy. Hành trình đó có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố và tràn đầy năng lượng, sự quyết tâm, nỗ lực từng ngày. Một sự kết hợp đầy hoàn hảo, hội tụ đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, thái độ tích cực, tư duy sáng tạo, trách nhiệm xã hội, chúng ta hãy cùng chúc mừng những tân kỹ sư, tân cử nhân xuất sắc nhất tại ICTU.